네. Tương khẩu AK117 lợi lựa nhé. Rồi, 116. Xịn không? Xịn đi được không? Còn cái tên là gì ấy? Còn tại Việt Nam, Corality Mobile được ra mắt vào ngày 27 tháng 4 năm 2019 với một màn ra mắt không thể nào tệ hại hơn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mặc dù được mệnh danh là game bom tấn công di động cùng với sự xuất hiện của YouTuber đình đám Chris Neville Gamer, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Corality Mobile Việt Nam vẫn không thoát khỏi bóng net game. Mặc dù nhà phát hành VNG đã làm rất nhiều cách để giúp con đường đi mobile tiếp cận tận đến người chơi ở Việt Nam, ví dụ như tổ chức các giải đấu liên tục và thường xuyên kể từ khi tự thân ra mắt, song như vậy vẫn chưa đủ giúp con đường đi mobile có thể cạnh tranh lại so với các tựa game như PUBG Mobile hay Fortnite. Và sau đây tôi có thể kể cho các bạn ba nguyên nhân chính dẫn tới sự kém phát triển của con đường đi mobile tại Việt Nam. Lý do thứ nhất, Call of Duty Mobile sở hữu một lối chơi không phù hợp với đại đa số người Việt Nam. Do được thừa hưởng những tinh hoa nhất từ game Call of Duty trên bảng máy tính, Call of Duty Mobile